Rồi, chào buổi chiều ngày 21 tháng 3 2022 anh em cô chú ơi. Mới chăm tà chưa ra tà anh em cô chú. Đó, mời anh em cô chú uống ly tà móc câu ha. Chúc anh em cô chú luôn luôn lúc nào cũng gặp nhiều may mắn anh em cô chú. Nó quay trở lại cái chiếc Wenpa ủa cái chiếc Superim 2003 nè anh em cô chú. Cũng còn dốt dốt, xe dốt dốt tầm tiền thấp nha anh em cô chú. Vô vấn đề nhanh gọn cho anh em cô chú xem liền. Thử test cái máy trước cái cho anh em coi cái nồi. Nồi thấm hú luôn anh em cô chú. Không nghe hú anh, nghe nó gió kiểu nhà nhà máy chứ không nghe hú. Thử số 4 luôn cho anh em cô chú coi để thử số luôn. Số 4. Không hú số luôn ha. Xe này hoàn toàn nồi số không hú anh em cô chú ơi. Test cái máy cho anh em coi cái luôn cái lồng luôn. Số rồi. Thấy. Lên ra nó có hơi hơi khói đen anh em cô chú. Khói đen máy im nha anh em cô chú, máy màu mỡ còn khá nhưng mà chắc cái đầu này con chưa thấy dấu chạm nữa nè anh em, nhưng mình nghĩ máy này chắc họ có chạm mà chạm khéo, ron thì còn y mà cái ốc đầu nó hơi có dấu à. Bộ ba nắp còn chút dốt khá khá anh em, mà cái nắp mũ này họ thay lại, mũ này có thay lại thì nó mới quá nè, chắc thay lại. Rồi. Vô cái đồng hồ 500 anh em cô chú, bao nhúng nhảy kim xăng là ngon lành. Cặp cùm căng ạ. Màu mỡ rồi ngon lành hết. Lúc công tắc rồi bài bán đâu anh em cô chú, 700 ngàn cái cặp cùm anh em. Cái đồng hồ 500. Bộ áo full luôn ha, full luôn bán cái giá biết đồ theo xe hay đồ mới, tính giá đồ mới cho anh em đi. Tính nguyên cái bộ đồ mũ là full luôn cái con lươn thùng xăng con cấp với miếng nhựa này luôn, tay đèn đèn trước đèn sau hết luôn, tính anh em vừa bán vừa tặng triệu hai thôi, lỡ nó để quay sơ qua vòng cho anh em coi cái dáng bộ áo một cái đứng về để thấy cái mặt vô đẹp trai quá. Thấy mặt ông người cái ta cái bà nào bà rước cái khổ luôn. Bà rước cái bỏ bà ở nhà bà khổ bà khóc bà la làng về nó. Rồi bộ áo khá khá căng anh em cô chú, mà nó chưa có thấy dấu bể gì hết, mà nó hàng 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 mới anh em cô chú, hàng hãng mới, cho là vậy chắc cũng có vài món theo xe chứ không lẽ mới hết, tính anh em mới hết luôn thôi, vừa bán vừa tặng đèn trước đèn sau xi nhan đâu với cái nẹp thùng xăng với con cốc về sau với lưỡi tâu luôn tiểu hai. Rồi tiếp theo cái chân ba anh em, chân ba này 500 mà tính 4 anh em, nó hơi nặng, chân ba đẹp căng nè, 400 thôi anh em cô chú. Còn cái phục trước đó nè, phục trước 500 ngàn nó thi có tóc nhưng mà ti ngon không nhúng đã lắm, phục riêng với súp bê nó nhúng là thầy luôn anh em ơi, nước sơn theo 5 tháng này. Thuộc hai ngẩn anh em cô chú, nhờ cái phôi nó chắc nước sơn nó xấu anh em, 500 cặp bánh tiểu hai là anh em niền không tùng mã nhưng mà niền gô si quá, có cái niền rồi đây gô si FV 1.2, cầm có làm như có thay lợi anh em, có đứt cây nè, có gãy cây cầm anh em về bắt lại, cầm này chắc có rút lại anh em cô chú, đùm nước sơn riêng ngon lành không có quan ha, giống như 36 cái răng, giống như 36 cây câm gãy cái nhầm nhò vậy nè, vẫn nhai vẫn nuốt bình thường, cây một hai cây anh em, đây cây nữa gãy hai cây câm đấy, trời ơi thầy thợ này đâu gã xe chứ không mém bị tai nạn rồi, thầy ngồi quay về thân rớt xuống.
Rồi. Học xong rồi. Đụm tóc theo năm tháng này. Super rim nha anh em cô chú. Nó nói mấy tiểu 2 chứ quan pha nhỏ anh bán chừng tiểu vừa. Anh em gắn số quay nhỏ là thầy luôn ha. Nhảy băng luôn. Rồi, cặp bánh tiểu 2 niền sáng ngon lành, quay niền cho anh em coi cái không có một lũng gì hết anh em ơi. Niền này gì đây? Ủa dính bụi anh em, chưa có lao. Ủa xe còn dính bụi. Bóng lắm anh em cô chú. Niền này cỡ tiểu rưỡi vừa nha anh em. Super rim mà chứ không phải chơi đâu, thấy nó muối muối mè mè chứ nó có viên lắm. Ừ, viên tiềm ẩn nên tìm hoài không thấy viên nè. Nó muối mè theo năm tháng chứ không có lũng nha. Rồi, tính anh em tiểu 2 thôi. Rồi, tiếp theo bình xăng con này bán anh em cô chú tìm mình 800 co bao tử luôn anh em cô chú. Mà mở căng này ha, bịch găng ti nãy nổ rồi nghe ngon lành luôn á. Test lại găng ti cái nữa cho anh em coi cái. Chủ đề cũng còn khá anh em, chủ đề 203 Dixie. Chắc kéo khá mạnh, nó hơi khè khè anh em. Cái bình hơi yếu anh em, chú xe để kho lâu quá không có sạc bình nữa. Mà mở đỡ đỡ anh em cô chú. Rồi, bộ ba nắp này. Giúp dốt này tính anh em 800. Qua bộ ba nắp. Cái giò số với giò đạp này. Giò đạp đẹp căng luôn nha, tính giò đạp 350 này với giò số luôn, tặng luôn giò số. Đạp tông có chữ y rim Thái anh em ơi, đời này giống rim Thái đó. Xuất sắc cái chân đạp luôn nè. Rồi chân thắng với trong đứng. Trong đứng nó hơi thấp nè, nó mòn cái lướt này quá. Anh em về hàng lên, vừa bán vừa tặng anh em chân trống. Cái để bán cái đạp thắng căng luôn nè, 200 tặng cái trống đứng luôn. Nó hơi thấp, bắt kê cây lên anh em, nó mới nhổng cái bánh lên được. Cái bô này nổ im hết anh em, không có ấy mà sao gõ vô nó hơi xè xè ta. Nè. Xúc dĩ ra xúc gì ta. Xúc dĩ của anh em, cái bô này tính ra khoảng 700, 800 rồi anh em, mà bán anh em 300 thôi. Nó đẹp căng luôn mà sao gõ vậy, nó xè xè mà chạy không nghe kêu ăn. Chạy thử cho anh em nghe lại là không có nghe kêu. Ở đây là không có vũ dĩ anh em, im ru à. Thôi, vừa bán vừa tặng anh em 300 đi, lỡ nó có xúc dĩ anh em cũng không buồn ăn. Nhưng mà ở đây thì em cái đít căng luôn, không có một miếng nào một mọt hết. Để cho anh em coi mấy dưới. Để tháo ra nó lỏng cỏng kỳ anh em, chứ về không về gõ gì nghe kêu mà sẽ chạy không nghe. Nó kêu mấy gắt chân rồi không ta? Thấy không? Ủa vịn cứng lại hết rồi, làm như vịn đồ là nó im ta. Tháo là đi tính. Đó, anh em 300 thôi. Gấp 203 nè anh em cô chú. Tem nè. Đó, lấy nét sao tôi hởm lấy nét ngon lắm. 203 nè anh em cô chú. Gấp khá căng luôn. Gạt te cũng còn ngút ngút luôn mà có một cái ở đây chỗ này. Chỗ này nếu mà gõ mạnh dám có thể lủng lắm. Về thì chưa thấy dấu lủng anh em. Anh em về tút chỗ này lại. Nếu tâm cũng hơi xét xét mấy ngoài về. Còn như ngon lành hết cái cây ngang bốn lưỡng luôn. Cái cây đó mà cây đó không mục. Xây. Cái này tính gấp với bọc sơn này cho anh em 600 mà nó về theo lấy 400 thôi anh em cô chú ơi. Tem nhãn còn mướt mượt ngon lành, anh em về gia cố chỗ này lại, gấp vô mấy chiếc xe mà cho nó đúng đời đúng đát anh em. Phục sao nó có chấm này là phục kim nữa hả anh em. Chân có sơn, chấm sơn. Xong chưa, xong giấy chưa Tâm? Bắn 150 cho anh em cô chú ơi. Hồ sơ mày xong chưa?
vô sẵn rồi nghe anh Phong. Rồi cản 500 là anh em vô ghim thái được luôn. Hết thế cái cản trời. Không thấy tì vết đâu ha. Nó mất cái cao su sao. Đang vòng dây cho anh em coi cái gạt te coi. Ôi, nó dính bụi bặm chưa rửa anh em ơi. Có dấu ở chỗ này nè ha. Nên tốt cả, chỗ này không có mục, bị tóc miếng sơn vậy á. Có mấy chỗ đó mấy dưới đó, dưới nó hơi gầm gầm xét. Cái chỗ này nó hơi tầy miếng này nè, cắn cắn miếng. Tuốt cho mình lại tí. Rút hồ sơ xe nào nữa Tâm? Mấy chiếc, ừ. Rồi sườn khá căng này. Xe này chắc bộ giấy chủ đi nước ngoài khí không được anh em, chắc không xong rồi cháy nổ bán sườn luôn nha anh em cô chú. Sườn đẹp ha, sườn bấm điện rồi còn căng luôn. Sơn ghim cần số căng nè anh em cô chú. Này nó hơi ngược nắng quay nó hơi chói. Chống đứng còn đã ha. Chân sườn đẹp chưa một. Chứ quay mấy trong cái sườn coi cái. Lúc ra. Cố thắng dính theo bánh ta. Quay cái hồng sườn cái. Ôi, cái sườn đẹp anh em ơi nè. Có hú em nghe không? Khá thôi cho thấy có dấu lủng miếng mà dưới đít này đẹp anh em ơi. Bắt lường sống bụp luôn ha. Cái sườn. Chảy chì không? Đợi xíu anh em cô chú ơi. Trên đây có bị tí xíu là anh em cô chú. Hơi nữa mở cái nắp này lâu không? Coi cái sườn cái cho anh em ta coi luôn. Cháy nổ hồ sơ bán sườn luôn. Thùng xăng này 250.000 nè anh em cô chú. Báo xăng còn vàng khè, nắp xăng đẹp luôn. Nó dốt dốt anh em cô chú. Cái nó muối muối vậy nè, dốt dốt. Cái yên này rồi hơi rửa là đỡ này rồi lấy cái yên lại quay luôn cái luôn. Đó, này. Tự nhiên cái tên lưng này bị nè anh em. Bị đường nhưng mà có dưới còn đã ăn, úp lại thì không ai thấy anh em cô chú. Mà có đồng miếng nè. Đọc chưa không? Này mà theo test kỹ tút là không biết luôn anh em. Test bột ma tích lên cái tút lại. Ở trong cánh gà lót nước không mục ở đây do để kho bãi lâu quá nó bị ướt nước. Dân có tiền xe này bỏ ngoài kho không anh em ơi. Bụi bặm nó đóng lúc đầu xịt nước lạnh rồi rửa ra mới được vậy á. Cảng đẹp quá đẹp nè cô chú. Vô ghim thái đã luôn. Rồi cái yên. Yên này đá 9899 vậy nè anh em cô chú. 99 nè. 98 nè. 98. Mốt riêng. Ngồi im cực kỳ luôn anh em. Bán yên với bát lấy anh em 350 thôi. Nè, bát căng nè anh em. Này mà xịt miếng dầu lửa chạy máy lên cái nhìn nó bóng lưỡng luôn anh em cô chú, bóng mồng luôn á. Cho mình không có xịt để cho nó cái phôi tự nhiên vậy cho anh em cô chú dễ coi. 350.000 bán cái yên tặng cái bát. Không có con cu này nha anh em. Tôi dính bên bộ ốc. Rồi bỏ dưới luôn.
Quay tiếp qua đây cho anh em coi cái máy này, nếu mà đụng cái nồi này mà gặp cái nồi tam giác nữa thì ok anh em, cái dám nồi tam giác lắm anh em ơi, chạy cái hơi này hơi nồi tam giác á. Tiếng y tân cái xe quay 203 chiến rồi rã luôn. Xe này mua hơi mắc hơn, đồ nó hơi cứng hơn xíu anh em cô chú. Đầu lòng ron đầu căng ha. Dám chưa chạm lắm chứ. Cái dấu thì có nhưng mà cái này, dấu này chưa thấy dấu rút ra. Mọi chuyện có thể xảy ra nha anh em cô chú, họ chạm khéo quá. Nhiều khi họ chạm mà ron nó không rách mà họ đưa vô mình đâu biết. Bán bộ ba nắp bộ lửa xe này rẻ nè anh em cô chú. Anh em cô chú nào đón xe mua gắn vô xe Trung Quốc đi đồng đi bưng nào, giá hữu nghị mà nó bền. Đèn nó sáng anh em. Tại do biết sao, Super Rim mà để kho là 10 bộ qua lăng nó xét đủ 10. Ít có khi nào còn xanh đẹp lắm. Bộ dây này dữ rồi nha. Chui. Phục này nè, phục nó có là mè mè lỗ vậy nè, gõ mạnh ra là lủng liền. Bán cho anh em xài cái phôi thôi. Đấy, có cái mát Super Rim nữa anh em, và so hơi nảy nảy nè. Tầm rưỡi thôi anh em cô chú. Nhưng mà nhúng được. Hơn nữa giá tiền phục lô, dút dốt mà anh em. Nên lấy cái phôi Super thôi. Ti này cái ti ghim cái ti này chắc lay rồi anh em ơi, thôi bán anh em 100.000 thôi để mất công. Ti lay, ti có thay lại 100.000 thôi, bán cho anh em khỏi sợ lầm luôn. Bịch xăng ở trong cũng mướt mượt nè anh em cô chú, xét thì lủng gì đâu, cái sườn chưa mục là cái thùng xăng không bao giờ mục, sườn đá anh em. Đó. Ra luôn tặng anh em con cóc kìa luôn. Sườn. Anh em về gia cố sơn sao lại. Rồi sườn này bán cho anh em 2 triệu thôi. Chơi luôn anh em nào nhanh tay chốt cái quốc luôn. Đuôi này hơi yếu nhưng mà cái lường cong chưa mục. Bán 2 triệu rưỡi mà. Bán luôn anh em ơi. Một tán xanh vàng khe luôn hả? Tán chưa mở luôn nè anh em. Chưa chạm luôn á. Để vợ giá mấy tên xíu. Cái này chưa lủng nha anh em, còn chắc lắm. Vì anh em sơn chống xét tông lại. Tháo ra về quay cái tông thì cho anh em coi lần nữa cho chắc ăn. Thấy không? Nó hơi ngược nắng khó quay. Không thấy dấu lủng đâu mà. Sườn chắc chân này. Chân chẳng ngon lành nha nè cô chú. Có giấy xe này nãy tầm cho tôi cắt vô máy điện thoại rồi phải không? Cho anh em nhá, anh em coi cái giấy luôn cái. Ủa đâu phải giấy này. Chạy vô bàn gỡ đích thôi, lấy cái giấy xe này giùm luôn. Dán cái tên lại rồi á, miếng giấy đó đó. Để mình em thấy mắc cơ đăng lên YouTube. Họ thấy nhị cái vụ tên tuổi quá. Lương ghim rồi nè. Xem cái sườn đẹp về đón phong thủy nó nha. Cái máy cũng đẹp theo rồi nha anh em cô chú. Nó đa số nó mục thì cái máy nó phải mục theo. Cái máy xuống theo cái sườn nát hết. Xe người ta chạy là số nè, 54559. Xe người ta chạy nát mấy cái sườn mà cái máy vẫn còn ngon anh em. Xe này cái sườn chưa nát. Máy chắc không đến đổi. Chừng cẳng cái sườn đã lắm, không thấy dấu một xét gì hết. Có một cái hơi ngược nắng khó quay nè, cái đế này không mục nè anh em. À, đã không? Chắc lỗi rồi. Thì họ có sơn chống xét hay nó không có mục anh em cô chú. Dút dốt mà nó cũng đỡ anh em cô chú, cũng khá khá chứ không có đến đổi mà như cái nùi dễ rách đâu ha. Phải kỹ cái chân sườn bên đây nữa nè anh em, không mục xét nha, chắc cứu luôn. Này hơi yếu yếu anh em về sơn keo sơn lót vô
bung bung vậy đó. Nhưng mà cánh gà lót nước đẹp tuyệt vời, không có mục. Cánh gà lót nước không mục ha. Rồi, quy sụp cái bánh xuống vậy là quay rõ ràng rồi đó. IC ghim luôn nè, anh cô chú. Máy sạch sẽ khô ráo ha nè. Đề gan ti, nổ nhuyễn nhừ ngon lành. Còn số này, máy này khá anh nè. Không có mòn nhiều. Gai còn y chang. Khá, chưa đến đổi, còn xanh sáng. Rồi. Cảm ơn anh em cô chú đã xem tin. Đèn, cảm ơn anh em cô chú đã like ha, cảm ơn anh em cô chú ủng hộ. Rồi chào anh em, chào cô chú.